Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và ngày hôm nay trong số rất là nhiều mẫu xe tại Car Center thì bên em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn về một mẫu xe đến từ thương hiệu Mercedes-Benz. Đây là dòng E-Class và trong tầm giá rất là hợp ví để quý anh chị và các bạn trải nghiệm, chỉ có hơn 800 triệu đồng mà thôi. Cụ thể ở đây là 879 triệu đồng cho một chiếc Mercedes-Benz E250 với năm sản xuất là 2014, xe biển số Hà Nội, chạy được 8 vạn km với anh chị và các bạn nhé. Chúng ta cùng xem qua một vòng quanh về nội ngoại thất của chiếc xe này. Chiếc xe này vẫn còn rất là mới luôn với anh chị và các bạn nhé. La răng này, lốp này, mọi thứ còn rất là đẹp. Nước sơn thì cũng rất là lì luôn. Xe sơn lại cũng khá là ít. Và cái phần về thân vỏ xe cái tầm đời này ấy, thì chất lượng tôn cũng như là chất lượng thép cũng rất là cứng quý anh chị và các bạn nhé, cứng cáp hơn so với đời mới bây giờ rất là nhiều, có thể gọi là nồi đồng cối đá hơn. Đấy. Cảm giác nó chắc chắn hơn, nó cũng tùy cái nhu cầu, tùy sở thích của mỗi người thôi. Như chiếc xe này thì thân vỏ các thứ nặng hơn thì đi các thứ nó sẽ đâm chắc hơn, bù lại là nó sẽ hao nhiên liệu hơn một chút, không đáng kể. Xăng thì cũng vừa mới giảm nên là nó cũng là một tín hiệu mới. Xe vẫn còn zin hết quý anh chị và các bạn nhé, rất là đẹp. Form dáng thì về form dáng của chiếc E250 này thì cũng không hề lỗi thời, form dáng vẫn là rất là bền và đẹp theo thời gian. Chúng ta có rèm che nắng luôn. Ngay khi vừa mở cửa là nhìn thấy rồi nhá, nó rất còn rất là đẹp này. Ghế này, hàng ghế sau vẫn rất là mới. Phiên bản E250 thì sẽ khác với E200 một chút về phần mặt ca lăng ở phía đầu xe này, cũng như là có trang bị thêm cửa sổ chơi. Ta trông tổng thể xe sẽ trẻ trung và năng động hơn một chút so với phiên bản E200 quý chị và các bạn nhé. Hàng ghế trước chỉnh điện, nhờ ghế đến 3 vị trí. Bộ ngoại thất nguyên bản đến mức tốt nhất có thể. Đèn đóm các thứ là auto tự động hết rồi. Gẩy số vô lăng. Màn hình kèm camera lùi. Chi tiết nội thất cũng còn rất là đẹp và mới. Xe thì có chỗ cất, chỗ để nên là táp lô chúng ta nhìn thấy là vẫn còn nguyên được cái độ mới, không bị để ngoài trời nhiều. Chúng ta cùng xem qua một chút về phần động cơ máy móc của chiếc E250 này quý chị và các bạn nhé. Bao check, bao test cho quý anh chị và các bạn, xe không có đâm đụng, tai nạn hay là ngập nước, máy móc động cơ hộp số là nguyên bản. Đấy, không có đại tu. Và để sở hữu chiếc Mercedes-Benz E250 2014 này, chúng ta chỉ phải bỏ ra cái số tiền đó chính là 879 triệu đồng để trải nghiệm được một mẫu xe đến từ thương hiệu Mercedes-Benz, biển số Hà Nội này, mà lại thuộc E-Class nữa quý anh chị và các bạn nhé. Cũng có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị và các bạn mua chiếc xe này luôn. Quý anh chị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở trên video hoặc là để lại bình luận để Car Center có thể nắm bắt được thông tin, cũng như là tìm đến và hỗ trợ mình một cách nhanh nhất, tư vấn mình một cách tận tình nhất có thể quý anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.